À, tại vì đối với tụi em trong ngành game á, Nó có một cái là Community ừ. Community cực kỳ quan trọng trong ngành game luôn Thí dụ bây giờ chị trong thang máy đi elevator Pitch chị chỉ có 30 giây đi Mà nói không có giỏi Nói không có ra thôi Và họ không hiểu nắm bắt được ý mình muốn truyền tải là gì Thì mình cũng sẽ mất cơ hội Thì mình giao tiếp như thế nào Thì là họ sẽ cảm thấy dễ chịu ừ. à, Cái thứ hai nữa là sự chuẩn bị EQ không phải là Cái đầu mình ra không Ừ. em không phải là người chơi game vậy ừ. thì trước khi em gặp một cái client một cái khách hàng mà ngành game em làm gì em chơi game của họ ừ. cuộc sống nomad là em bắt đầu từ lúc em làm remote cho unity á em chuyển qua vng yeah. à, em cũng ở trong tech nhưng mà là một cái ngành mới đó là ngành gaming yeah. Thì uh, gaming lúc đó đến với em như thế nào và em học hỏi gì từ nó dạ rồi game minh đến với em rất tình cờ ừ. bởi vì thực chất là em không phải là một gamer <laughs> em không chơi game ừ, em chưa bao giờ nói em nói nghĩ nói là em chưa bao giờ nghĩ là em sẽ vào một công ty game cả ừ. thì khi đó là ở Misfit, khi đó thì fossil đã mua lại Misfit rồi ừ. thì em có một cái cơ hội được uh, chuyển sang hồng kông để ừ. làm việc ừ. nhưng mà bởi vì lúc đó là cái visa làm việc ở hồng kông thì gần như là không thể xin được ừ. nên là em phải chuyển qua một cái bộ phận khác là làm customer service ừ. thì customer service khi đó em cũng manage một cái team uh, khá là nhỏ ừ. nhưng mà em em cảm thấy không đã Và ừ. yeah, em là em, em thấy chưa đã ừ. thì uh, khi đó thì vng họ đang có một cái game studio và họ muốn vươn ra thế giới ừ. thực ra để kiếm được một người việt vào thời điểm đó ừ. mà có thể làm thị trường quốc tế ừ. cũng không nhiều dạ yeah. thì thật ra em có rất là cảm ơn Miss Smith về cơ hội <laughs> đó thật sự là như vậy tại vì là cái background của mình Việt Nam base ở Việt Nam nhưng mình mm. có thể vươn ra quốc tế mm. đó thì cái đó là cái mà lúc đó VNG đang còn mm. VNG thì rất là nổi tiếng bằng việc là họ họ nhập khẩu game và họ phát triển tại thị trường Việt Nam rồi mm. nhưng mà để làm cái chiều ngược lại thì họ không có ai dạ mm. yeah. thì khi đó là cái cơ hội đến với em là từ ngành game mm. thì em mới thấy là đây cũng là một cái cơ hội để mình học hỏi thêm ừ. thì tại sao không? Ừ. Dạ. Thì Sau đó đồng. hành trình sự nghiệp của em lại qua tiếp tới Unity. Ừ. thì uh, Unity cũng trong ngành này dạ. và Unity lại uh, lúc mà ở đó thì em cũng không chịu ở trong Việt Nam và ừ. em lại uh, tự tìm cơ hội ừ. ở trong nội bộ Unity để ra Singapore làm với Unity. Dạ. Thì em có thể kể chị nghe là khi mà em làm ở VNG ừ. và qua Unity dạ. thì cái suy nghĩ của em cũng như là những gì mà em học hỏi được từ một công ty quốc tế yeah. Nó khác như thế nào? Dạ, yeah. khác nhiều lắm chị Dạ, yeah. Tại vì thứ nhất là VNG là một công ty sản xuất game Unity là một công ty sản xuất nền tảng để làm game Dạ, yeah. thì hai cái đó là hai cái rất là khác nhau Về mặt scale là nó khác nhau Thứ hai là Unity là một cái công ty mà đã ở trên thị trường là 15 năm nhưng mà cái mentality của họ rất là startup. Thành ra đối với em nó là một cái perfect balance là mình vừa ở trong một cái môi trường quốc tế rất là thuận tiện để mình hoạt động mà cái cách mà họ vận hành mình có rất là nhiều cơ hội để làm nhiều việc khác nhau. Và khi đó thì người sếp của em ở Singapore cũng là một cái người mà em em bây giờ em cũng rất là là trân trọng tại vì uh, ông là một cái người mà kiểu em nghĩ là rất là khó để tìm một cái người sếp giống như vậy, ừ. dạ thì uh, cái đó là cái sự khác nhau uh, ừ. cơ bản, ừ. nhưng mà khi mà mình làm sâu vào trong đó thì nó còn nhiều sự khác nhau lắm, ừ. dạ, uh, nó mở ra nhiều cái cơ hội hơn ừ. và cái quy trình làm việc của họ cũng chuẩn chỉnh hơn uh, để cho mình phát triển được hết những cái khả năng của mình ừ. trong đó. Ừ. Yeah. Rồi vậy là em làm Unity Việt Nam bao lâu ừ. thì em lại muốn sang Singapore. Dạ. Yeah. Rồi em làm lúc đầu em không nghĩ là em đi sinh đâu. Dạ. Ừ. Yeah. Thật thật sự là như vậy. Yeah. Vì vấn đề ban đầu thì em thật là giữa Unity và VNG em cũng có một khoảng gap mà em hơi struggle, em ừ. cũng hơi Chắc là đúng, hơi hơi, crisis. Dạ, hơi hơi lạc hướng chút xíu em không biết là nên đi về đâu nên làm ừ. cái gì như thế nào làm thử qua một vài công việc thì thấy không phù hợp ừ. thì khi em vào unity cái đầu tiên đó, đối với em là cái cảm giác rất là thân thuộc em không biết tại sao nhưng mà ừ. chỉ qua một tháng đầu tiên là em đã cảm thấy là em có thể làm cho công ty này rất nhiều năm ừ. và ừ. em luôn luôn tin vào cái cảm giác của em ừ. thì uh, khi em làm việc một thời gian em uh, Đến lúc dịch Covid xảy ra chị, ừ. à em quên, là ừ. em join vào gần cuối năm 2019. Ừ. Thì em làm được khoảng 6 tháng, là sếp ừ. em lúc đó là cũng có cảm thấy là mình có cái cơ hội không chỉ làm thị trường Việt Nam, tại lúc đầu là mướn em để base ở Việt Nam và phát triển thị trường Việt Nam. Ừ. Nhưng bởi vì cái thói quen của mình khi mà mình làm thị trường quốc tế đó chị, ừ. mình không có nghĩ về chỉ một thị trường, ừ. mình vẫn phát triển nó. Nhưng cái cách mà mình nghĩ và cái cách mà mình làm công việc á, Ừ. nó rất là scalable ừ. nghĩa là mình có thể áp dụng những cái process đó để mà có thể scale đi quốc tế ừ. nên khi đó thì sếp em mới thấy là em có thể làm nhiều thị trường khác nữa ừ. tại sao vẫn chỉ để base ở việt nam ừ. uh, và chỉ làm thị trường việt nam ừ. thì ông ấy mới cho em một cái promotion và muốn em relocate qua sinh ừ. nhưng covid xảy ra dạ ừ. yeah, ừ. đó thì covid xảy ra thành ra là em ở việt nam tổng cộng là 3 năm dạ ừ. yeah. Ừ. 3 năm đến hết năm thứ ba thì em lúc đó mới có thể hoàn tất giấy tờ hồ sơ ừ. chưa kể là em có chó mèo nữa ừ. con ừ. em... ừ. chồng thêm ông chồng nó 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 chồng đó là đó. rất là là cái... em em nói là cái cuộc di cư của em rất là cồng kềnh ừ. đó là em tự nhận là như vậy ừ. Uh, thì có rất nhiều thứ để consider consider ừ. uh, nhưng mà cuối cùng cũng mua và thành công. Dạ. <laughs> yeah, rồi chị đi có rồi. thể hình dung cái giai đoạn sau đó ừ. của Kelly khi mà em về Singapore thì ừ. em giống như cá gặp nước. Dạ. Yeah. Em có thể kể chị nghe là tại sao em như cá gặp nước khi em ừ. làm việc ở môi trường Singapore ừ. và với một công ty công nghệ. Em nghĩ là bây giờ em nói uh, có thể là nó nó trong công việc và cả ngoài công việc ừ. đối với em á, ở Singapore em tìm được nhiều người có chung một cái chí hướng và quan điểm hơn ừ. em tìm được nhiều bạn hơn ừ. rất là rà kỳ cục ừ. là ở xin em đi chơi nhiều hơn ừ. em gặp bạn bè em nói chuyện nhiều hơn ừ. và những cái người đó họ chia sẻ được nhiều cái quan điểm sống với mình và quan điểm làm việc ừ. cho nên khi mà em ra thị trường quốc tế mình cảm thấy là có nhiều người hiểu mình hơn ừ. cho dù mình phải nói tiếng anh ừ. chứ không phải tiếng việt nữa ừ. Uh, nhưng mà rõ ràng là những cái gì mà mình đã học trước đó và những gì mình đi làm trước đó ừ. bây giờ nó mới là thật sự đã nè ừ. làm những cái công việc như vậy nó mới đã ừ. trong một cái môi trường như vậy mới đã ừ. và gặp được nhiều người ừ. à, thậm chí bây giờ em có bạn là từ competitor mà ra ừ. bạn từ tại competitor của em là facebook uh, google <laughs> các bạn uh, tiktok các thứ ừ. thì tự nhiên nó lại tạo ra một cái cộng đồng rất là lành mạnh ừ cộng đồng người việt nam làm việc tại singapore rất là lành mạnh ừ. mọi người support nhau ừ. cho dù là competitor nhưng vẫn giới thiệu cho nhau khách hàng ừ. à, tại vì đối với tụi em trong ngành game á, nó có một cái là community ừ. community cực kỳ quan trọng trong ngành game luôn mà mình phải giúp nhau tiến bộ ừ. thì nó mới, nó mới tạo ra được nhiều cái công ăn việc làm ừ. tạo ra nhiều revenue Uh, thì từ đó nó mới scale lên được. Dạ. Mm -hmm. yeah. Và thêm cái nữa thú vị của <laughs> ngành game là Chỉ có biết là trong ngành entertainment á, revenue đến từ ngành game mm -hmm. là bằng gấp 3 lần ngành music, phim mm -hmm. và những cái ngành entertainment khác cộng lại. Chị biết. Phim <laughs> <laughs> luôn luôn là ngành <laughs> rất to. Trong, và trong, và rất là chị. kinh khủng, nó rất là eye opening đối với yeah. em và uh, em cũng nghĩ là uh, lúc, lúc đầu khi mà em làm những ngành tech khác đi ha ừ. thì nó đôi khi nó hơi khô khan với em ừ. nhưng mà khi em vào ngành ngành game á nó có một cái sự balance giữa nghệ thuật ừ. vì ừ. nó rất có nhiều yếu tố ạc ở trong đó ừ. yếu tố về công, nghệ, trong công nghệ rất nhiều luôn và nó thay đổi ừ. hàng ngày ừ. và cái yếu tố về con người rất nhiều luôn Ừ. tại vì chị chơi game nó sẽ rất khác với em chơi game ừ. vì cái 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 tâm lý của mỗi ừ. người khác nhau psychology của mỗi người khác nhau ừ. thì nó có quá là nhiều cái yếu tố như vậy cộng lại trong một cái ngành ừ. thì cho dù em không phải là một gamer nhưng em rất mê cái gaming industry, dạ, đó là tại như vậy, rất là yeah. hay. Chị nghĩ là chắc Kelly cũng không phải là người duy nhất. Chị biết là có rất nhiều bạn khi mà ra với môi trường thế giới thì các bạn cảm thấy là đây mới là nhà, các bạn cảm thấy thế giới rộng mở hơn, gặp gỡ những con người gần giống các bạn hơn, các bạn dễ chia sẻ hơn và tự nhiên cảm thấy là cuộc sống không chỉ công việc và bên ngoài công việc nó đều phù hợp với mình. Bây giờ chị quay qua cái cuộc sống trong công việc, đặc biệt là cái ngành sales dạ nếu như mà ai đó biết kelly chị nghĩ kelly không phải là hướng ngoại kelly là hướng nội em là ở giữa đó chị em lỡ giữa họ dạ. à, tại vì em cũng không phải là người ừ. rất là cởi mở dạ. cái lần đầu tiên khi mà em đi làm uh, intern ừ. thì là em có tele sales có front office Lúc mà em làm ở Misfit Chị lại lôi em về Operation Nhưng mà sau đó vì tính cách của em Chị lại đẩy em ra Sales ừ. Chị lôi em về Operation Tự gì ở Việt Nam không có vị trí Sales yeah, đúng rồi. <laughs> Chứ còn tới khi mà có vị trí Sales Thì giữa các bạn Operation là chị đẩy em ra phía trước Là yeah. Sales yeah. À, Và bây giờ ở BNG xong ừ. rồi Unity Em ừ. cũng nằm trong vị trí Sales nữa yeah. à, em có thể bây giờ nhìn lại và đúc kết lại là cái ngành mà tech sales ừ. thì những cái tố chất gì sẽ giúp cho họ thành công dạ rồi em thấy là tech sales đi ha ừ. tech sales thì có nhiều, tech, nhiều loại tech khác nhau đúng không nhưng mà em nghĩ là cái tự chung lại trong một cái môi trường mà nó rất là competitive như là ừ. bây giờ rất là cạnh tranh nhau thì khách hàng có rất là nhiều sự lựa chọn cho nên là những cái tố chất mà em nghĩ là em có thể nhóm lại thành hai nhóm đi, ừ. hai nhóm chính, ừ. hai nhóm chính thì thứ nhất là nhóm kỹ năng về giao tiếp, ừ. communication skills ừ. cực kỳ quan trọng ừ. từ ban đầu. Ừ. Communication thì nó sẽ có nhiều thứ, ừ. kỹ năng lắng nghe. Ừ. Thường em đi xe em nghe nhiều hơn em nói chị, ừ. dạ. Ừ. Làm sao mình phải biết cách lắng nghe khách hàng, ừ. họ đang cần cái gì, ừ. họ bị những cái pain point chỗ nào mm. mình có gãi được chỗ ngứa cho họ không uh, mình phải tìm hiểu về họ trước và cái kỹ năng lắng nghe đó không phải ai cũng có mm. và đôi khi mình nghe nhưng không phải mình lắng mm. mình lắng nghe mình phải kiểu là active listening kìa nghĩa là mình thật sự nghe và mình nắm bắt cái đó chứ mình không sẽ không judge những cái gì mà họ share với mình mm. thì cái kỹ năng lắng nghe là cũng là một cái kỹ năng mình còn học thứ hai là sau khi lắng nghe rồi vậy thì làm sao mình đối đáp với lại những cái sự như lắng cầu. nghe đó, đó những ừ. cái nhu cầu đó ừ. làm sao mình có thể deliver được những cái tinh thần của sản phẩm mà mình đang muốn bán ừ. mà nó không sell như là không sell đó cái ừ. kiểu đó là ừ. em, em, em học được là như vậy đó ừ. mình đóng một cái vai trò như là một người bạn với họ ừ. mình chia sẻ những cái nỗi đau của họ là như vậy ừ. và mình giới thiệu với họ là tôi có thể giúp cho bạn để chúng ta cùng đi với nhau và chúng ta cùng phát triển. Đó thì là những cái cái bộ kỹ năng về giao tiếp đối với em rất là quan trọng. Cái thứ hai là về EQ, trí tuệ cảm xúc. À, em nghĩ các cái bạn mà làm back end mà về về IT các thứ thì IQ quan trọng nhưng mà đối với ngành sales thì EQ rất rất quan trọng. À, mình phải nắm bắt được tâm lý lúc đó khách hàng đang nghĩ gì mình có nên nói cái đó hay không hay là nên nên hô lại một chút, mình có nên uh, nương hay không hay là mình push một chút, uh, khi nào mình nên push, khi nào mình không và trong cái kỹ năng mà 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 về EQ đó nó còn là là small talk nữa. Giờ là làm sao mà chị tiếp cận được cái người đó mà họ cảm thấy là, oh, cái người này hiểu mình, cái người này có thể bắt chuyện được với mình và và tạo ra một cái relationship mà nó 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 kéo dài được dạ thì em nghĩ là đó là hai cái nhóm kỹ năng mà rất là còn đối với một người làm tác sales rất là hay ừ. chị nghĩ là kelly giúp cho các bạn có một cái hình dung về sales nó rất là nó sâu hơn ừ. là nhìn trên bề mặt yeah. vì các bạn thường hay nghĩ là người sales thì là người mau mắn yeah. người uh... chúc đơn chúc đơn đúng rồi <laughs> chúc đơn chúc đơn đặc biệt là trong các sales nữa thì là chúc đơn rất là quan trọng mà yeah, em nhìn yeah. vô số suốt yeah, nhưng mà cuối cùng để mà có số thì đầu tiên nó phải vẫn phải xuất phát từ tâm lý của người mua yeah. chứ không phải là cứ coi số nó chạy yeah, đúng. thì một cái nữa mà chị biết là rất là nhiều bạn um, lo lắng là nếu như mà mình là một người sales giỏi ở thị trường Việt Nam thì yeah. không có chắc là mình là một người sales giỏi ở thị trường Singapore. Yeah. Đó là vì trong thị trường Singapore trước hết mình là người nước ngoài rồi. Yeah. Nếu mà là người nước ngoài nếu như mình là kỹ sư yeah. hay là những cái ngành back office thì mình dựa vào cái kỹ năng chuyên môn thì mình dễ giỏi hơn. Yeah. Còn cái người ngành mà front office một người là người nước ngoài thì làm sao có được lợi thế đó? Yeah vậy thì Kelly em đã vượt qua ừ. cái cái trở ngại đó của em như thế nào? Dạ yeah. em nghĩ là uh, vẫn có một cái sự kỳ thị nhẹ đó là đối với uh, họ thì người Việt Nam lúc đầu á thì không ai nghĩ là có thể sale được thị trường quốc tế <laughs> và em luôn luôn có một cái compliment là sao người Việt Nam mà nói tiếng Anh giỏi thế yeah. thì nó cũng quay lại thực ra nó quay lại hai cái cốt lõi mà như hồi nãy em chia sẻ với chị <laughs> là về kỹ năng Communication và EQ. Ừ. Trong Communication thì sẽ có cái tiếng anh trong đó nữa. Ừ. tiếng anh mình phải tốt. Bắt buộc phải giỏi tiếng anh. không cái đó không thể thiếu được. không cần phải nói quá hay nhưng mà mình phải deliver được cái thông điệp là gì và họ phải dễ hiểu. Ừ. tại vì trong sale mình không có nhiều thời gian với khách hàng. ví dụ bây giờ chị trong thang máy đi elevator pitch chị chỉ có 30 giây đi mà nói không có giỏi, nói không có ra thôi. Và họ không hiểu nắm bắt được ý mình muốn truyền tải là gì thì mình cũng sẽ mất cơ hội. Vậy thì mình phải rất là rõ ràng trong cái việc truyền tải. Cái thứ hai nữa là mình hiểu về văn hóa. Thì em nói về cái bộ EQ đó, trong bộ EQ phải hiểu về con người, hiểu về văn hóa, hiểu về cái công ty, cái người mà mình đang nói chuyện. Thì mình sẽ nắm bắt được cái 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 yếu tố đó và mình sẽ tự động mình sẽ bán được. Thì em nghĩ là nó nó tự trung lại nó cũng sẽ là đi sâu vào hai cái nhóm đó thôi ừ. à, có một cái em rất là tâm đắc nghĩa là ừ. khi em đi đi làm á thì các anh khách hàng của em hay nói là khi mà hai cái sản phẩm gần như giống nhau ừ. và performance on par hai ừ. thằng bằng nhau ừ. họ sẽ chọn đi với cái người sale họ thích hơn ừ. Ừ. bởi vì họ biết là cái người này sẽ support họ ừ. họ tin tưởng cái người này hơn ừ. thành ra cái chuyện mà mình phải build được cái relationship Ừ. và cái cái sự tin tưởng của khách hàng đó ừ. thì nó sẽ quay lại hai cái yếu tố đó ừ. như là lúc này em nói vậy thì hai yếu tố này ừ. trước hết nếu mà nói về communication skills dạ. chị tin là bây giờ cũng có rất nhiều bạn Việt Nam tiếng Anh khá dạ. em tiếng Anh thực ra là ngoại ngữ phụ rồi dạ, đúng đúng. nên mà em vẫn rất ok dạ. cái người thứ, thứ hai... ba đó <laughs> thứ ba đúng rồi dạ. cái thứ hai là nếu mà nói về cái EQ ừ. thì cái này là bản thân của từng người dạ. vậy thì em nghĩ là các bạn việt nam đã không dám mạnh dạng để apply vào những vị trí sales trên thị trường quốc tế ừ. là do các bạn có những cái nỗi sợ không có được chứng minh unjustified ừ. fear yeah. hay là em nghĩ là thật ra vẫn còn một cái khoảng trống ừ. à, một cái gap giữa năng lực của các bạn và cái mà thị trường quốc tế đang cần nó có hai cách thực ra là eq là một cái mình có thể rèn luyện được em nghĩ là IQ là trời cho, ừ. Ừ. còn EQ là một cái cái mà mình rèn luyện được. Ừ. Nếu như mình đủ cái sự tự tin, ừ. uh, chỉ có ra ngoài giao tiếp thôi, ừ. đâu có gì đâu đúng không? Mình sẽ tìm bạn, uh, bạn bè quốc tế để mà mình nói chuyện ừ. và mình 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 tập luyện nhiều, ừ. thì từ đó là mình sẽ có một cái phản xạ là mình sẽ giao tiếp như thế nào ngoài cái về ngôn ngữ em bỏ qua cái chuyện ngôn ngữ ha ừ. thì mình giao tiếp như thế nào thì là họ sẽ cảm thấy dễ chịu ừ. um, cái thứ hai nữa là sự chuẩn bị ừ. eq không phải là cái đậu mình ra không ừ. em không phải là người chơi game vậy ừ. thì trước khi em gặp một cái client một cái khách hàng mà ngành game em làm gì em chơi game của họ ừ. Em download một con game Em chắc là, là kiếm tiền ít nhất từ em là game gamer <laughs> tệ nhất trong ngành của em ừ. Là em chỉ download game Một vài con game của cái công ty đó Em ừ. chơi thử ừ. Để mà khi mà em vào Em nói chuyện Thì em bắt đầu có thể mở được câu chuyện ừ. Anh ô hôm qua ta mới chơi cái con game này mới launch ừ. Ta thấy ừ. cái chỗ này hay quá Cái chỗ kia hay quá ừ. Tự nhiên có một sự kết nối liền ừ. Và ừ. cái đó nó từ đâu ra Nó là từ sự chuẩn bị của mình Và dạ, đôi khi nó không cần phải là Cái gì quá cao siêu đâu Có thể các ừ. bạn nghĩ là Ồ oh, là là, tôi phải là người rất là sâu sắc phải đọc sách một ngày 500 trang rồi phải làm gì nhiều thứ nhưng nó không ở đâu xa, ừ. nó chỉ là cái sự chuẩn bị rất là kỹ càng của mình ừ. ngoài cái cái công công việc. Ví dụ như ngoài công việc thì có thể chỉ phải là copy pitch deck rồi phải có cái này cái kia nhưng mà cái câu chuyện mình cần kể và cái câu chuyện mình phải kết nối với khách hàng ừ. đó là một cái 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 mảng của EQ đó dạ yeah. rất là thú vị ha vì thì chị nghĩ là còn có một cái nữa một cái góc nhìn nữa chị đứng từ người thứ ba khi mà chị nhìn về Ly á yeah. là chị nghĩ còn một cái góc nhìn nữa mà em giúp cho em trong việc bán rất là hiệu quả yeah. là vì em biết người biết ta nha yeah. À, người mà bán giỏi mọi người hay nghĩ là người phải rất là tự tin ừ. à, đi ra và nói thật tốt về sản phẩm của mình yeah. nhưng mà chị quan sát kelly ừ. thì em bán được em bán hiệu quả không phải là vì em mạnh miệng mà em nói tất cả mọi thứ em đều nói được yeah. mà thực ra là em lại là người rất là chắc ăn ừ. em biết em là như vậy thì em đi như thế này ừ. là em sẽ chắc cú. Dạ, đúng <laughs> chứ không phải là người kiểu ba hoa nói là à, sản phẩm của tôi thế này sản phẩm của tôi thế kia dạ. mà em lại là à sản phẩm của mình chỉ như thế này ừ. nhưng mà với anh cái này là cái anh cần dạ. mà em biết là em nói đúng cái đó là người ta nói ờ à, đúng rồi cái dạ. đó là cái tôi cần dạ. có thể tôi sẽ không mua một cái sản phẩm như là hoa hậu nhưng mà tôi mua đúng cái sản phẩm mà tôi cần cả dạ. hậu ba thôi được rồi chị được dạ. rồi miễn bán được là được dạ. Đó. Yeah. đó thì chị 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 nghĩ là trong tất cả những cái cách mà kelly approach ừ. uh, trong cái sự nghiệp của mình cũng vậy em không phải là một người rất tự tin ừ. em không phải là người đi ra để mà nói trên trời dưới đất một cách không chớp mắt dạ yeah, dạ yeah. giống như đi thi đại học cũng vậy đó chị ừ. đó em liệu cơm gắp mắm hay cả đi sale em cũng thế thôi ừ. uh, em cũng biết là tại vì bây giờ hàng hà xa số ừ. các cái solution khác nhau ừ. khách hàng có rất là nhiều sự lựa chọn và họ chỉ cần google một cái là họ sẽ ra được là Ờ, người này có thể làm được hơn mình ở chỗ nào Nhưng mà đôi khi họ không cần tới mức như vậy Thành ra em thường là Em sẽ điều hướng cái cuộc hội thoại đầu tiên Đặc biệt là cuộc hội thoại đầu tiên Em sẽ phải nắm được là họ đang cần cái gì Và em cố gắng Để cho em nghe được càng nhiều càng tốt Họ phải nói nhiều hơn em trong cuộc họp đầu tiên Rồi đến cuộc họp thứ hai Em mới bắt đầu em tung chiêu Tại vì khi đó là em sẽ nói ra đúng những cái tim đen đó Và với một cái mức chi phí Hợp lý nhất Và khi mà mình nói như vậy á mình cũng tạo được sự tin tưởng ừ. tại vì họ biết được là à người này đánh được đúng những cái vấn đề mình đang gặp phải ừ. họ rất là tự tin với cái vấn đề đó ừ. chứ không phải là họ nói tùm lum bây giờ chặng đường unity ừ. là giúp cho em bước ra là em sống trong một cái môi trường như cá gặp nước yeah. à, em sống trong môi trường international làm những cái sản phẩm về công nghệ và cũng sử dụng cái thế mạnh của mình là sales yeah. à, và đồng thời nó lại cũng mở cho em ra một cái career path mà hiện giờ khá là mới à, at least là với các bạn ở việt nam đó uh -huh. là nomad living Yeah. <laughs> thì nomad ở đây các bạn là một cái hình thức mà gần đây rất là nhiều bạn làm trong ngành công nghệ đang theo đuổi đó là các bạn không nhất thiết phải sống ở một thành phố nào đó phải cố định đến văn phòng mà với cái năng lực chuyên môn của mình cũng như là cái kinh nghiệm của mình dù mình có thể ngồi ở đâu mình vẫn có thể làm tốt công việc của mình hình thức nomad living này mở ra cái cánh cửa không chỉ cho ngành à, kỹ sư cho các bạn kỹ sư có thể làm từ xa mà còn mở ra trong nhiều vị trí khác nhau trong ngành công nghệ ví dụ như vị trí sales vị trí customer service à, thậm chí là product nữa vậy thì trong số tất cả những cái vị trí khác nhau của những công ty tech này thì họ hoàn toàn có thể tuyển những người mà không nhất thiết phải ngồi ở Singapore hay là ngồi ở Mỹ mà những người này là những người có năng lực cho dù ngồi ở đâu vẫn có thể giúp cho công ty phát triển và fulfill cái vị trí đó của công ty cho dù họ ngồi ở đâu. Điều này rất là thú vị ở chỗ là nếu như các bạn thực sự rèn luyện cho mình một cái năng lực chuyên môn thật là vững thì cho dù các bạn ngồi ở Việt Nam nhưng các bạn có thể đáp ứng được cái công việc đó ở đâu trên thế giới thì các bạn hoàn toàn có thể có được một cái job của một một công ty trên thế giới và dĩ nhiên là những mức lương cao hơn mức lương các bạn đang nhận ở Việt Nam. Vậy thì đầu tiên là Kelly có thể kể cho chị nghe về cái cái cuộc sống của một người nomad living thì ừ. nó như thế nào yeah. và làm sao mà em có thể làm việc được hiệu quả ừ. với công ty ngay cả khi em không có ngồi cùng một văn phòng với họ dạ thì thật ra là cái 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 cuộc sống nomad là em bắt đầu từ lúc em làm remote cho unity á ừ. à, tại vì em được thuê là ngoài văn phòng mà ừ. thì khi đó có một mình em lúc đầu là em tưởng là em sẽ được on board một thời gian khá là dài để mà mình tại vì lúc đó là hai cái lĩnh vực hoàn toàn mới với em nha thì trước em có làm một chút về game nhưng mà nó không có quá chuyên sâu khi mà em chuyển về làm platform á, thì nó có quá là nhiều cái kiến thức mới về game và cái thứ hai nữa là về digital ads ừ. digital ads cũng là một cái rất là mới với em lúc thời điểm bây giờ ừ. um, thì em phải học hai cái đó nhưng mà covid xảy ra nghĩa là em on board lúc đó là em đi qua sinh được hai lần ừ. đúng hai lần em gặp tin ừ. là kết thúc ta chia tay từ đây <laughs> là hai năm trời covid là em không gặp tim em luôn, dạ. thì nó cũng quay lại ở cái chuyện là bây giờ làm sao để làm việc hiệu quả khi mà cái tim của mình đang base ở một chỗ khác và mình đang ở một chỗ khác. em nghĩ là cái cách thứ nhất là cái cách sắp xếp công việc của mình phải khác. thứ hai là cái cách mà em thay đổi lối sống nữa chị. Ừ. ngày xưa là mình biết là à chín giờ là phải thay đồ, đi lên văn phòng, ừ. ngồi. Ừ. vậy thì nó sẽ có một cái routine khi mà em bắt đầu ở nhà thì lúc đó em cũng hơi hơi khó khăn để mà mình chuyển đổi cái lối sống của mình em nghĩ cái đó là cái khó khăn nhất lúc đầu mà em em nhận nhận phải um, em không có một cái routine gì cụ thể cả uh, thì cái cách mà em xoay sở đó là em sẽ phải hoạch định theo giờ là lúc nào em sẽ làm cái công việc gì và cố gắng sắp xếp những cái cuộc họp xen kẽ ra tại vì em biết ví dụ như em làm nguyên một nhóm các cuộc họp vào chiều thứ tư chẳng hạn thì em ngủ nguyên ngày thứ hai xong ừ. rồi đến ngày thứ ba em lại ráng ra, ra em dạy em làm, làm làm report các thứ để thứ tư em đi họp chẳng hạn ừ. thì nó sẽ lại không tạo ra một cái routine ừ. nên là mình cái cách mà mình block những cái calendar của mình như thế nào ừ. đó là lúc đó là em học Ừ. em học để em điều chỉnh cái lối sống của em trước đã ừ. <laughs> em đổi cái giờ là làm sao em đi tập thể dục chỗ nào để mà em nấu cơm cho nào covid mà chị đâu có ừ. đồ ăn sẵn đâu ừ. <laughs> sau đó em lại còn phải đi kiếm đồ ăn để để mà nấu nữa ừ. đó thì có rất là nhiều thứ nó nó ừ. nó ảnh hưởng tới nguyên cái giai đoạn covid đó thì em nghĩ là cũng giống như mọi người ừ. trong giai đoạn covid phải ừ. chuyển sang làm remote Ừ. thì cái đó là cái bước đệm đầu tiên ừ. để mà mình nghĩ tới cái chuyện làm digital nomad. Ừ. tại vì khi mà mình làm remote ở bất cứ đâu nó cũng sẽ là như vậy, ừ. thì mình có thể lặp lại được cái chuyện này. Ừ. rồi đến khi mà em qua Singapore rồi, thì thực ra nó là một cái cuộc sống expat thì đúng hơn, dạ ừ. yeah, đó. thì cuộc sống expat nó là nửa nửa, ừ. tại vì là khi đó Singapore thì họ cũng không bắt buộc là luôn luôn phải lên văn phòng, ừ. mình có thể lên văn phòng 3 ngày một tuần, ừ. rồi hai ngày còn lại mình tự do thì làm sao để để lại điều chỉnh cái lối sống lại nữa. Dạ, à, là những cái ngày chẳng ngày lễ như thế nào thì mình lên văn phòng thì mình là theo routine, ừ. còn những cái ngày mà 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 không lên văn phòng thì cái routine của mình cũng phải khác đi. Đó là là điều chỉnh cái lối sống theo hướng như vậy. Ừ. Thì có một cái hơi biến cố xảy ra đó là khi mà cái ngành tech trong năm ngoái và năm nay ừ. xảy ra thì em cũng uh, dính vào những cái đợt layoff ừ. của công ty. Ừ thì khi mà em thấy là cái cái môi trường uh, corporate corporate tech mà nó không có được ổn định ừ. thì em nghĩ tới chuyện là, uh, ngay cả bây giờ khi mà mình cố gắng để mình vào những công ty lớn hơn ừ. như Google, Facebook, TikTok, họ cũng lay off đầy đó, đó ừ. <laughs> không có nhiều cơ hội cho mình. Ừ. Uh, vậy thì mình làm sao? Ừ. Nếu mà mình về Việt Nam thì phải làm cho một công ty Việt Nam hoặc là một cái MNC thì nó lại cũng trở lại giống như trước đây ừ. thì không biết mình có ok với cái vấn đề đó không ừ. thì thực ra lúc đầu em cũng uh, hơi khó khăn dạ yeah, ừ. em em cũng đi tìm job mới ừ. em cũng interview rất nhiều luôn chị ừ. gần một năm trời là em chỉ có đi interview không á nhưng mà khi mà em interview nhiều như vậy rồi em cảm giác là em đang bị gò bó bản thân mình vào một cái job description. Thí dụ như công ty nó đòi hỏi 10 cái skill như vậy đi, em chỉ có 8 trong đó thôi. Và có hai cái em không có hoặc hai cái đó em không thích. Ừ. Thì ừ. em nghĩ là em có nên ráng cho hai cái đó không? Để mình làm cái công việc mà mình không có quá là 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 là, 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 là satisfy với nó thì uh, nó, nó nó hơi theo một cái vòng luẩn quẩn như vậy ừ. sau khi mà em tin interview quá nhiều ừ. thì em mới nghĩ là oh, tại sao bây giờ mình không có refocus lại bản thân ừ. mình list down ra những cái skill gì mình có ừ. những cái skill này có thể phù hợp với những thể loại công việc gì ừ. mình đổi lại chị mình đổi cái hướng approach cho mình mình đi tìm công việc lại ừ. thay vì tìm đến công việc mình tự đổi mình để fit vào nó, ừ. mình sẽ tìm một cái công việc mà nó fit với cái bộ skill mà mình đang có và những ừ. cái mong muốn mà mình đang có, ừ. thì cái đó em mới đi search, ừ. em mới đi uh, networking, ừ. networking rất là nhiều. Uh, em thấy khi mà em không làm việc full time ấy em còn bận hơn khi em làm full time. <cười> <cười> Tại em sẽ hẹn nhiều người, người này người kia ra nói chuyện và khi mà mình nói chuyện với rất là nhiều người mình vỡ ra được rất là nhiều thứ ừ. và vừa vỡ ra được nhiều thứ mà họ còn giúp mình connect với những cái mối quan hệ khác nữa ừ. thì nó mới tình cờ là em 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 gặp uh, lại một ông sếp cũ của sếp sếp của sếp ừ. thì ông đó lúc đó cũng rời unity ừ. thì ông mới giới thiệu một cái công ty ở pháp họ đang cần một cái người với một cái bộ skill set y như em ừ. em nghĩ cũng hơi may mắn ừ. dạ ừ. nhưng mà em nghĩ là có thể trời đất nghe nghe mình đó <laughs> khi mà mình trở lại mình focus vào mình thì tự nhiên tình cờ là như thế ừ. thì em mới đi interview với công ty này ừ. thì nó lại turn out rất là ok nghĩa là họ đang cần một cái người uh, có thể làm được thị trường châu á thái bình dương ừ. base ở một cái một cái nước nào đó ở châu á miễn là trong cái time zone mà mình có thể serve được khách hàng ở đây uh, và mình vẫn có thể report về cho công ty mẹ thì thực ra nó cách nhau cũng chỉ có 6 tiếng thì ừ. không có quá nhiều ban ngày em đi sale rồi và ban chiều em lại đi họp với team đó ừ. thì em cảm thấy là oh như vậy tại sao không ừ. thì ừ. cái cuộc sống như vậy nó cũng uh, rất là thú vị ừ. và mình vẫn làm được những cái công việc rất là international và phù hợp với em và phù hợp với mình ừ. và mình có thể ở đâu cũng được vì là một công việc remote Yeah. và thu nhập vẫn rất ok, yeah <laughs> đó thì, <laughs> thì nó, nó 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 trở lại lên như vậy thì đây là cái một cái lối sống mới một cái dạng công việc mới mà gần đây trong nhóm Thách chị thấy nó trở nên là càng ngày càng phổ biến yeah. và chị thấy nó cũng rất là hay và nó phù hợp với rất là nhiều người. Yeah. À, bây giờ mình kết lại cái câu chuyện ngày hôm nay. Yeah. À, hành trình mà sự nghiệp của Kelly đi qua thì yeah. chưa chưa gọi là dài yeah. nhưng mà cũng rõ ràng là không có ngắn yeah. và nó rất là thú vị là vì em đẩy em ra khỏi những cái vòng an toàn yeah. và mỗi lần mà em đẩy em ra khỏi vòng an toàn đó thì giống như là em phát triển thêm một cái nội lực của riêng mình yeah. và nó giúp cho em đi tới. Dạ. Bây giờ nếu như mà chị cho em một cái phép xuyên không, ừ. em có thể quay về quá khứ. Dạ. Em sẽ chọn em quay về thời điểm nào và em sẽ cho em một cái lời khuyên gì mà em nghĩ là nó sẽ có ít nhất cho cái hành trình sự nghiệp của em. Hmm. Ok. Um... Về lúc nào ha. Thật ra lúc ở Missfit là vui nhất. Ừ. <laughs> Nếu về thì có thể về về lúc missfit cũng được. Ừ thì yeah. em sẽ cho em lời khuyên gì? Em sẽ cho em một cái lời khuyên là thật ra lúc đó em hơi nhát á. Ừ. Ừ. Cái đoạn ở missfit là ừ. em tự nhận bây giờ ừ. là em lúc đó em hơi nhát. Ừ. Em nghĩ là tại vì cái cái bản tính của em cũng là liệu cơm gấp mắm như ừ. chị nói đó. Em chắc gì em làm rất là chắc cú. <laughs> Nhưng mà cái thời điểm đó em không có đủ vốn sống. Ừ. Cho nên vì không đủ vốn sống nên em không đủ tự tin thì khi em không đủ tự tin em không có làm hết mình và và có thể có thể làm hơn được như thế. Ừ. Dạ, thì em chỉ nghĩ là em sẽ nói với em là hút tự tin thôi. Ừ. Mình cũng không có thua ai. Ừ. Thật ra là khi em ra nước ngoài em mới prove được cái cái vấn đề đó. Ừ. Ừ. Khi mà ở Việt Nam á em cảm giác là em làm được ừ. nhưng mà em không chắc. Ừ. Tại vì cái đó nó chưa có được chứng minh. Ừ. Nhưng khi mình ra nước ngoài mình đã trực tiếp compete với những cái ứng viên nước ngoài khác ừ. và thậm chí là ngay trả trong cái đội ngũ sale đó ừ. cô ta của em luôn lớn nhất ừ. và em luôn đạt target cao nhất và trong đó là team là international ừ. thì khi mà cái cái đó nó đã được chứng minh rồi thì mình quay lại mình nói là mình làm được ừ. <laughs> chứ không phải không ừ. cứ thử đi ừ. không được thì thôi làm lại ừ. hoặc làm cái khác ừ. mình có thể thành ra cái, cái đầu óc mình mở mang hơn ừ. thì mình sẽ có kiếm cách để mình đi được ừ. cái hướng của mình ừ. Đấy. chị có nhớ lúc đó mỗi lần mà chị đẩy em làm cái gì mà mới mà quá sức em ừ. thì em luôn có một cái phản ứng là một người rất là có trách nhiệm ừ. em cứ hay nói với chị là Chị giao em thì em sẽ làm thôi Nhưng mà em sợ đổ bể công việc của chị ừ, Đúng rồi, em sợ <laughs> lắm chị Em nhát oh. lắm, nhưng mà em rất là thích làm entrepreneur Nhưng tới giờ em vẫn chưa khởi nghiệp oh. <laughs> Tại em rất nhát oh. yeah. Thì chị nghĩ đó cũng là một cái Một cái chia sẻ mà chị nghĩ là Cũng có nhiều người sẽ giống em yeah. Đó là làm sao mà em Có thể cân bằng được giữa cái tính Ờ uh, trách nhiệm cao của mình ừ. với lại việc là em cho mình một cái cơ hội để mà mình đẩy mình ra khỏi vòng an toàn yeah. chị nghĩ là uh, lời khuyên đó là em phải cho mình cái cơ hội đó ừ. và rất là thật lòng cứ ừ. nói với sếp mình là em chưa làm nha chị ừ. Có đổ bể thì chị Chuẩn bị cái gì đó chị hốt giùm em <laughs> Nhưng mà đừng có vì là Em sợ đổ bể nên em không em dám làm. thử yeah. à, Và chị thấy là Rất nhiều bạn như vậy yeah. Thường là những bạn giỏi và những bạn rất là Có phẩm chất yeah. vì các bạn có trách nhiệm Nên thường các bạn lại Không dám thử yeah. à, Mà chị nghĩ đặc biệt là Trong những công ty trong khối ngành công nghệ yeah. Thì việc mấy em thử nó chẳng những tốt cho mấy em mà nó còn tốt cho công ty nữa dạ vì chị rất là muốn đặt những cái cơ hội vào trong tay những người mà chị cho là phẩm chất tốt và có trách nhiệm dạ đúng thì mà em... những người càng có phẩm chất tốt càng có trách nhiệm lại rất là hay sợ là mình sẽ đổ bể nên không dám nhận những cái cơ hội đó. Yeah. Các bạn thân mến, câu chuyện của CEO Lab Careers ngày hôm nay hy vọng là đã tạo cho các bạn một suy nghĩ, một cái nguồn cảm hứng là cho dù các bạn có một xuất phát điểm khiêm tốn, cho dù trong lòng các bạn nghĩ rằng có thể mình chưa đủ giỏi, nhưng nếu như các bạn vẫn giữ cho mình lòng ham mê học hỏi cũng như là ý chí vươn lên thì mình nghĩ là từng chặng đường, từng bước đi của mình hãy cứ chuẩn bị sao cho nó phù hợp nhất với tính cách của mình. Trong khối ngành công nghệ là khối ngành mà đòi hỏi sự thử nghiệm, tính chấp nhận rủi ro là rất cao. Nhưng các bạn cũng thấy đó, những người ngay cả khi có một cái tính cách rất là chắc chắn vẫn phù hợp với ngành này nếu như các bạn coi đó là một cơ hội và việc mà các bạn thử thách mình, muốn mình thích nghi với những điều thay đổi, những sự phát triển của công nghệ của cuộc sống thì chắc chắn là các bạn vẫn rất phù hợp với ngành công nghệ ngành tech sales cũng như là những ngành khác nhau trong lĩnh vực công nghệ cũng mở ra rất nhiều cơ hội cơ hội đầu tiên là các bạn hoàn toàn có thể mạnh dạng để apply jobs cho những vị trí trong khu vực hoặc là trên quốc tế và một cơ hội thứ hai đó là hãy thử nghĩ xem nếu như các bạn từ rèn luyện chuyên môn của mình và có thể đáp ứng được những vị trí những vai trò trong các công ty công nghệ thì việc các bạn có thể trở thành một người nomad, một người làm việc từ xa, sống ở thị trường Việt Nam là một điều hoàn toàn có thể. Câu chuyện ngày hôm nay hy vọng là sẽ đem lại cho các bạn thêm nhiều nguồn cảm hứng, nhiều suy nghĩ cho những cơ hội khác nhau trong nghề nghiệp của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các số kế tiếp và hy vọng Silicon Careers sẽ luôn đem đến cho các bạn nhiều nguồn cảm hứng cũng như những suy nghĩ tích cực để mở rộng những cơ hội trong cuộc sống và trong sự nghiệp của mình. Xin cảm ơn các bạn. Số siêu lab tuần sau sẽ là một podcast mà mình sẽ chia sẻ với các bạn về các cơ hội việc làm trong môi trường quốc tế. Làm sao các bạn có thể trang bị cho mình những kỹ năng, những năng lực cần thiết và điều chỉnh cách tiếp cận vấn đề để không chỉ nắm bắt được những cơ hội làm việc quốc tế mà còn phát triển được sự nghiệp của mình trong môi trường toàn cầu. Hẹn gặp các bạn vào tối thứ năm tuần sau lúc 8 giờ nhé.